tay biên của ta dẹp cục đồng viên ở hai biên để đảm bảo theo dõi cho cả các thủ thi đấu. Chúng ta vừa được chứng kiến một trận đấu hết sức hấp dẫn giữa FC Bến E và FC Bến A, và trước mắt chúng ta là trận đấu hấp dẫn không kém giữa FC 5C và FC 5C. Như vậy trận chung kết của khối 5 đã bắt đầu. Bóng đưa hết đường biên dọc làm biên cho cầu thủ FC 5C. Và đã bắn bước mạnh lên Nhật Vĩ. Bóng vừa được phân ngôi Nhật Vĩ. Linh Khang, Linh Khang làm gì đây? Phần đường làm biên cho cầu thủ 5C. Bình Miên, Bình Miên pha phản bóng rất mạnh của Bình Miên. Bóng đến tay của thủ môn Tử Văn làm gì đây? Không được, pha khống chế không tốt của Tử Văn. Tử Văn, Tử Văn rất nguy hiểm, rất nguy hiểm. Xích nữa thì đã có bàn thắng của các thủ 5G. Một quả phạt góc cho cả các thủ FC 5G. Cú cú cú. Không được. Một quả phạt bóng lên cho cầu thủ 5C. Bình Minh sẽ đưa phạt bóng. Nhật Vĩ phạt được. Sẽ là người đá biên. Thanh Phúc, Bình Minh, Thủ Văn, Minh Tấn, An Khang. Bóng thủ đấu rất nguy hiểm. Đá biên cho cầu thủ 5C. Bình Minh cấp 2 rất nguy hiểm. Mục tiêu Tử Văn sút không được. Bóng vào cầu Đông Xuân làm gì đây? Phạt góc cho cả thủ 5C. Di Phúc không được. Đá biên cho cầu thủ 5C. Đá biên cho cầu thủ 5C. Đá biên Bình Minh giúp mạnh không được. Đá biên cho cầu thủ 5C. Duy Phúc, Minh Tuấn làm gì đây? Minh Tuấn đi bóng rất nguy hiểm, Minh Tuấn đã bóng. Minh Quang chút bóng đi ra ngoài. Có cầu thủ FC 5G đang có lần lượt hơn về thể thân. Bình Minh, Bình Minh đi bóng. Tử Văn, Minh Quang sút không được, rất đáng tiếc. Bình Minh không được, mà biên cho đội 5C. Và đội một tàu bóng thôi người lý của Nhật Vĩ. Và phạt bóng rất mạnh. Vĩ Quang ngược. Và phạt bóng lên cho cầu thủ FC 5C. Các cầu thủ FC 5C đang dâng đội hình lên rất cao. Đây là phần đầu tiên của trận chung kết này.
trong khi đó cầu thủ năm C đang rất bình tĩnh để tiến lên phòng ngự. Minh Quang, thủ văn đang di chuyển. Minh Quang rất đáng tiếc. Minh Quang rất hay, rất may. Minh Quang di chuyển bóng là đến chân của Bình Minh. Thằng đẹp muốn đi ăn cho cả cầu thủ hạp xe năm xe. Cái này đầu đai sẵn tin bóng là chạm vào chân của Bình Minh để tiến lên dâm. Duy Phúc sẽ là người thực hiện đá biên. Đánh đầu, không được. Thủ văn lại đánh đầu ra biên, rất đáng tiếc. Kết quả đánh biên cho cả cầu thủ năm xe. Rất mạnh của Minh Tuấn. Bình Minh bảo phá bóng. Bình Minh hiện tại đang là đầu quân cho câu lạc bộ Yokohama của nước Đức. Sút, cắt điểm, bóng vào. Rất may, bóng đã đi vào sân ngang. Kết quả phạt góc cho cả cầu thủ năm C. Dứt phút. Rất nguy hiểm. Rất nguy hiểm, không vào. Tiếp tục qua một quả phạt góc cho cầu thủ 5C. Thủ văn đưa bỏ lối cơ rất đáng tiếc. Minh Tuấn. Rất nguy hiểm. Rất quang. Thời điểm được ký là can thiệp. Rất quang. Sút. Rất may. Rất hay. Cả cầu thủ 5C đã tổ chức phòng ngự rất kín kẻ. Bóng vào tiếp tục phản công lên của 5C. Nhật lý phải được. Minh Tuấn. Vẫn là Minh Tuấn rất cố gắng. Nhật lý. Tuyên lưu. Thủ văn. Minh Tuấn. Minh Tuấn. Công lực rất đáng tiếc. Minh Tuấn đã rất cẩn thận trong tình huống này. Tuy nhiên các cầu thủ hậu vệ của 5C là chúng tôi cản phá. Phát bóng cho cầu thủ 5C. Bình Minh. Minh Tuấn. Phát được bóng của Minh Tuấn. Rất nguy hiểm. Thủ văn lên giữa đây. Thủ văn. Thủ văn sút bóng được. Một quả phát bóng cho các cầu thủ 5C rất đáng tiếc. Thủ văn hiện tại đang đầu quân cho câu lạc bộ FC Phước Lộc. Bình Minh. Để cao bằng bóng nhất. Nhất lý. Không được. Thanh Nhân. Có phải bóng rất mạnh. Minh Tuấn. Bóng đã đưa hiệp đưa về cho. Bà biên cho cầu thủ 5C. Đương nhiên cả cầu thủ viên của ta lui ra phía ngoài. Các bạn đừng lui ra, các bạn lui ra đi. Tiếp tục là Bình Minh. Nhật Vũ. Thân là Nhật Vũ. Phòng được. Duy Phúc ở đây đã đánh. Chuyên bóng là Minh Quang. Phòng được. Bình Minh đã có mắt kinh tế. Phá đổi bóng quá dài. Rất kỳ hợp. Nhật Vũ. Thanh Nhân. Bình Minh. Quang Hào, Quốc Hào, thì được Minh Quang này di chuyển về được một bóng. Rất hay, rất kỳ hợp. Rất nguy hiểm, rất nguy hiểm, một pha ngang bóng của Minh Quang một tí nữa là cao thủ 5C là không chịu được đâu. Rất hay, Minh Quang, Minh Quang, Minh Quang, làm gì đây, Minh Quang. Tung vào, rất đáng tiếc. Một pha solo từ sân nhà qua đến sân của cầu thủ 5C. Tuy nhiên thủ môn của lối 5C đã quá xuất sắc trong trận đấu rồi. Rất đáng tiếc cho cầu thủ 5C. Một pha solo từ sân nhà như vậy phạt góc cho cầu thủ 5C. Thủ môn của đội 5C có phân lô chủ quan. Kết quả phạt góc cho cầu thủ 5C. Đây là cả bàn đưa bóng góc đúng không?
chúng ta yêu cầu các thầy nam sư thực hiện nam quả đạo Phật quốc. Đứng lên. Chào ông gọn bóng cờ thân nhân. Phát đá rất nhanh, đứng cao, đứng cao. Còn được, rất đáng tiếc. Đón biên cho cao thủ năm xe. Đứng lên. Tiếp theo, còn được. Tú Văn, rất đáng tiếc. Đón biên cho cao thủ năm xe. Đứng lên. Quốc Hào, Quốc Hào rất hay, nhất vũ, thôi được, Minh Tấn rất tinh, rất vui, giản con rất là đáng yêu, Minh Tấn rất đáng thương, Bình Minh là lùi về rất kịp thời để đoạt vào cú pha đi bóng của Minh Tấn, phạt góc tuyển thủ năm giây, trận đấu đang diễn ra hết sức sôi nổi, rất nguy hiểm, không vào. Một tình huống lên sân của thủ thành của cầu thủ Nam Sư. Không được. Bình Minh. Xử lý lập bập của hợp đồng của Nam Sê Minh Quang rất kỹ thuật đá biên cho cầu thủ Nam Sê Minh Tuấn Du Phúc rất nguy hiểm Du Phúc chúng ta không được tiếp tục là tình huống đá biên cho cầu thủ Nam Sê tiếp tục là Du Phúc không được đi lên phạt bóng rất mạnh tiếp theo không được và tổng trị bóng lời của cấp cao Du Phúc Thanh Nhân và phạt bóng rất mạnh đồng biên cho cầu thủ Nam Sê như đây là sẽ có đột phá phạt bóng cho cầu thủ Nam Sê Nguyên thực hiện quả phạt bóng là Bình Minh. Và bóng đi lên từ bên ngang, phạt bóng cho cầu thủ Nam Sê. Bình Minh, Nhật Vĩ. Thanh Nhân. Tử Văn, Vĩnh Quang, Tử Đào Kinh Minh, Phạm Văn Trọng, Vĩnh Thái Tiên. Du Phúc rất nhanh, cầu thủ Nam Sê đang kiểm tra bóng rất nhanh. Còn được, phạt bóng cho cầu thủ Nam Sê. Bên bên sẽ là người thực hiện quả đá bóng rất mạnh Quốc Hào làm gì đây như này tay tay đã sẽ đến bóng chạm tay như này tay tay sẽ đến bóng chạm tay của Minh Tấn cái quả đá phạt cho cả cầu thủ Nam Sê một cú đá phạt rất nguy hiểm Người tuyệt đối đây là Quốc Hào. Một pha đảo phạt rất nguy hiểm. Làm gì đây? Sút! Thân
vào. Như vậy là bóng đi ra ngoài, rất đáng tiếc. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Vẫn là đúng không? Đúng không? Vẫn là đúng không? Còn được kết quả phạt góc cho cả cầu thủ Nam Sê. Cả cầu thủ Nam Sê tổ chức phòng ngự rất chặt chẽ. Duy rất cao cho đội bóng của thủ môn. Rất nguy hiểm, 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 đi phản công và rất may là cầu thủ Nam Sê đã kịp thời lui về. Cú đá phạt ở cửa lê rất nguy hiểm. Bình Minh, Bình Minh chip vào đầu. Rất may là thủ môn Thanh Ngân đã bắt về cú thua cho cầu thủ Nam Sê. Một quả đá. Như vậy chúng ta sẽ đưa quả ba phạt bóng lên cho cầu thủ Nam Sê. Thanh Nhân, Tử Văn. Như vậy Tử Văn đã chơi bóng để bóng lên đến đưa chặt. Duy Phước, Duy Phước không được. Chúng ta Minh Tuấn, Minh Minh, Minh Tuấn, Nhật Vũ, Minh Minh, Minh Phúc, rất nguy hiểm cho đây. Không được, rất may. Cầu thủ Hoàng Anh số 1 Minh Tuấn đã được tôi đi về. Đã mất phát và đã rất mạnh. Bước nào. Đã mất mất bàn thắng à? Minh Minh. Rất hay, rất đáng tiếc. Đá điên, đá điên, đá điên, đá điên cho cầu thủ Nam Sê. Quay lại quả bóng em ơi. Đây là Duy Phúc. Minh Tuấn, Minh Tuấn. Rất nguy hiểm phản công cầu thủ Nam Sê. Duy Phúc. Bình Minh. Rất hay, Duy Phúc là cái tên phá đá. Làm đưa cho cầu thủ Nam Sê. Bình Minh, Minh Tuấn. Vẫn là Minh Tuấn, không được. Làm đưa cho, làm đưa cho cầu thủ Nam Sê. Bình Minh. Rất nguy hiểm, không được. Bóng đi được đường ngang, một pha phạt bóng cho cả cầu thủ Nam Sê. Chúng ta minh tiến đánh nhìn đồng hồ. Thời gian hiệp một đang chơi để nhận phục cuối cùng. Tỷ số đang là 0-0. Rất căng thẳng. Pha phạt bóng cho cả cầu thủ Nam Sê. Duy Phúc và đàn đôi phá bóng. Như vậy thời gian bù giờ của hiệp thi đấu thứ nhất của vòng chung kết là 2 phút. Bình Minh. Như vậy bóng đá đi hết đường biên. Pha phạt bóng lên cho cả cầu thủ Nam Sê. Thanh Nhân.
Minh Quang ở trận đấu ngày hôm nay thì theo em rất chặt. Như vậy cầu thủ 5C được hưởng quả đá biên. Số 10 anh Tuấn sẽ nhiều thực hiện quả đá biên. Thời gian đang chơi về những phút cuối cùng của hiệp 1. Tỷ số đang là 0-0. Rất nguy hiểm. Rất may cho các cầu thủ. Đây như các cầu thủ của ta không bỏ tay vào chân vào. Đường xa không đến 3 mét. Em rồi, em rồi. Phúc. Chia đá đây, nó có bốn cả ủ nữa. Anh Tuấn. Anh Tuấn. Chia đá gan gì, chia gan gì. Phúc Quang. Phúc Quang. Duy Phúc. Phúc Quang, rất nguy hiểm. Các phương án này, ủ dưới tí tăng. Làm gì ra, rất nguy hiểm. Tuyên bình. Quay về. Bắn tên. Xuất. Công nghiệp. Rất đáng tiếc như vậy là hiệp 1 của đoàn trung tất cả kết thúc. Tỷ số của hiệp 1